After this event, King Xerxes ordered Haman, son of Hammedatha, the Agagite, elevated him and given him a seat of honor higher than that of all the other nobles. Sau các việc ấy, vua Assyru thăng chức cho Haman, con trai của Hammedatha, người Agag, và làm nổi danh người, đặt ngôi người trên các quan trưởng ở cùng vua. All the royal officers at the king's gate knelt down and paid honor to Haman, for the king had commanded this concerning him, but Mordecai would not kneel down or pay him honor. Hết thảy thần bọc ở tại nơi của vui đều cúi xuống lại Haman vì về phần người vua đã truyền bảo như vậy. Nhưng mặt nơi chê không cúi xuống cũng không lạy người. Then the royal officers at the king's gate asked Mordecai, why do you disobey the king's command? Day after day they spoke to him, but he refused to comply. Therefore, they told Haman about it to see whether Mordecai's behavior would be tolerated. For he had told them he was a Jew. Các thần bọc ở nơi cửa vua bèn nói với mặt đôi chê rằng, cớ sao ông phạm mạng vua? Xảy vì chúng tôi nói với người này, ngày này qua ngày kia, mà người chẳng cứng nghe đến, thì chúng cáo cho Haman hay, đặt thử xem sự tình của mặt đôi chê có thắng chẳng. Vì người đã tỏ cho chúng rằng mình là người Judah. When Haman saw that Mordecai would not kneel down or pay him honor, he was enraged. Yet, having learned who Mordecai's people were, he scorned the idea of killing only Mordecai. Instead, Haman looked for a way to destroy all Mordecai's people, the Jews, throughout the whole kingdom of Xerxes. Khi Haman thấy mặt đôi chê không cúi xuống và không lại mình, bèn nổi giận dữ. Người ta đã học cho Haman biết mặt đôi chê là người Juda, nên người cho sự tra tay trên một mình mặt đôi chê là một sự nhỏ mọn. Người bèn tìm mưu giết hết thảy dân Juda là tông tộc của mặt đôi chê ở trong toàn nước Assyru. In the 12th year of King Xerxes, in the first month, the month of Nisan, the pearl, that is the lot, was cast in the presence of Haman to select a day and month. And the lot fell on the 12th month, the month of Adar. Tháng giêng là tháng Nisan, năm thứ 12 đời vua Assyru, người ta bỏ phu ra, người là bỏ thăm, mỗi người mỗi tháng tại trước mặt Haman, cho đến tháng 12 là tháng Adar. Then Haman said to King Xerxes, there is a certain people dispersed among the people in all the provinces of your kingdom who keep themselves separated. Their customs are different from those of all other people, and they do not obey the king's law. It is not in the king's best interest to tolerate them. Haman told the king Assyru rằng, có một dân tộc tản mạn rải rác ra giữa các dân tộc trong những tỉnh của nước vua. Luật pháp của chúng nó khác hơn luật pháp của các dân khác, lại chúng nó cũng không tuân theo luật pháp của vua, dùng chúng nó chẳng tiện cho vua. If it please the king, let a decree be issued to destroy them, and I will give 10,000 talents of silver to the king's administrators for the royal treasury. Nếu được điều đó vừa ý vua, há giáng chiếu chỉ truyền tuyên diệt cho chúng nó đi, rồi tôi sẽ có 10,000 ta lăng bạc phó vào tay những quan đốc cư để đem vào kho vua.